Quý vị, chúng ta đang đến với phần 2 bản tin FPC Thế giới. Vậy là Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận về đảm bảo an ninh lương thực với Mỹ sau một thời gian đàm phán mở đường tiến tới một thỏa thuận toàn cầu với WTO, vốn bị đình trệ trong nhiều tháng mà Ấn Độ là quốc gia quyết liệt phản đối. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ mới đây vừa đưa ra tuyên bố Ấn Độ đã đạt được một thỏa thuận an ninh lương thực với Mỹ. Đây sẽ là tiền đề để cho Ấn Độ hướng tới một thỏa thuận lớn hơn với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Các đề xuất sẽ được hội đồng của tổ chức WTO xem xét. Bộ trưởng có nói thêm là bà hy vọng những đề nghị này đều sẽ được thông qua. Thật tuyệt khi Ấn Độ và Hoa Kỳ đã dung hòa được những khác biệt để giải quyết vấn đề an ninh lương thực, vốn là mối quan tâm hàng đầu của Ấn Độ. Điều này cũng sẽ chấm dứt tình trạng bế tắc giữa Ấn Độ và WTO trong nhiều tháng qua, đồng thời mở đường tiến đến những thỏa thuận tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu. Trước đó, thì Ấn Độ đã kiên quyết phản đối Hiệp định Bali của WTO. Theo hiệp định này, các nước tham gia không được trợ cấp lương thực quá 10% tổng sản lượng nông nghiệp nước đó làm ra, mà điều này thì dường như bất khả thi đối với một quốc gia còn nhiều người nghèo như Ấn Độ. Theo ước tính của WTO, nếu được thông qua, gói Bali sẽ đóng góp cho kinh tế thế giới khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ và tạo ra việc làm cho 21 triệu người, trong đó khoảng 18 triệu người từ các nước đang và kém phát triển. Hãng đồ chơi Hasbro đang tiến hành đàm phán để sớm mua lại hãng hoạt hình danh tiếng DreamWorks Animation. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác giữa Hasbro và Disney. Sao Sáp Bang, hãng đồ chơi Hasbro của Mỹ đang ngỏ ý muốn mua lại hãng hoạt hình DreamWorks Animation. Sau thông tin trên, cổ phiếu của DreamWorks tăng 14% vào cuối phiên giao dịch, đạt 25,52 đô la Mỹ hôm 13 tháng 11. Trong khi đó, cổ phiếu của Hasbro lại giảm 4,3% do các nhà đầu tư lo ngại về những mặt trái của thỏa thuận này tác động lên mối quan hệ đối tác với hãng Disney. Theo những thông tin mới nhất về cuộc đàm phán, giám đốc điều hành của DreamWorks đang cố gắng đạt 35 đô la Mỹ trên mỗi cổ phiếu kèm phí bảo hiểm 56%. Bên cạnh đó, hãng tin Reuters cho rằng cái giá mà DreamWorks được đề nghị là khoảng 2,56 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của hãng đạt 22,37 đô la Mỹ chốt phiên hôm thứ Tư. Hasbro, nhà sản xuất đồ chơi lớn thứ hai của Mỹ, đã nhìn thấy tiềm năng tiêu thụ mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi. Hãng đang lên kế hoạch biên tập nội dung, xây dựng phim trường riêng và sở hữu một phần trong kênh Disney truyền hình cáp dành cho trẻ em. Theo ý kiến của chuyên gia phân tích Stephanie Wissing, nếu thương vụ thành công, mối quan hệ giữa Hasbro và Disney có thể bị ảnh hưởng bởi DreamWorks, luôn là đối thủ của Disney. Mỗi năm, doanh thu dựa trên các nhân vật hoạt hình của Disney chiếm 25-30% tổng doanh thu của Hasbro, lợi nhuận hàng năm khoảng 200-250 triệu đô. Hiện cả hai phía vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Lần đầu tiên sau suốt 7 quý, nhà bán lẻ Walmart đã có báo cáo doanh số bán hàng tăng nhờ vào những cửa hàng tiện lợi, đồng thời tập trung vào phát triển khả năng đáp ứng và tính tiện lợi của những cửa hàng này. Những cửa hàng với quy mô nhỏ thực sự hiệu quả đối với Walmart, vốn được mệnh danh là nhà bán lẻ lớn nhất toàn cầu. Thử nghiệm với chuỗi cửa hàng tiện lợi là nguyên nhân chính khiến doanh số bán hàng tại Mỹ tăng lần đầu tiên sau suốt 7 quý. Giám đốc trung tâm nghiên cứu tiêu dùng của Thomson Reuters, ông Jeremy Mattis cho biết: cái hay của những cửa hàng tiện lợi trong khu phố chính là khả năng đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người, dù anh là người Latin hay người Ấn Độ. Hơn hết, Walmart cố gắng cung cấp cho khách hàng thực phẩm tươi sạch, vốn là điều mà trước đây Walmart không làm được. Lợi nhuận và doanh thu của Walmart đều vượt dự báo, nhưng hãng lại giảm dự báo lợi nhuận cả năm. Walmart cũng đưa ra cảnh báo mùa lễ sắp tới có thể sẽ là một thời điểm mà hãng phải đặc biệt tập trung vào điều chỉnh giá cả, đồng thời chú ý hơn về mảng kinh doanh trực tuyến của riêng mình. Thật là tuyệt khi kinh doanh trực tuyến tăng 21%, những người chế giữ hình thức này sẽ nói rằng đúng ra nó phải được đến 25% kia. Cũng được thôi, người ta nói này nói nọ thì Walmart cũng duy trì được 25% định hướng cho cả năm về vấn đề tăng trưởng trực tuyến, vốn có thể mang về cho họ khoảng 12,5 tỷ đô la lợi nhuận. Nói về triển vọng của mùa mua sắm cuối năm sắp đến, không chỉ riêng Walmart mà tất cả những nhà bán lẻ của Mỹ đều đang rất lạc quan và mong chờ mùa lễ này. Thưa quý vị, quần áo là thứ có thể cũ đối với người này nhưng lại là mới đối với người khác. Tại các nước Đông Âu, quần áo đã qua sử dụng là một mặt hàng được nhiều người ưa chuộng và các nhà bán lẻ cũng rất ăn nên làm ra khi khai thác mảng kinh doanh này. Một chiếc xe tải chở những bộ quần áo cũ đang trên đường đến Hungary từ hướng Tây. Những bộ quần áo này được phân loại và vận chuyển đến những cửa hàng bán quần áo cũ trong thành phố. Thị trường cho mặt bằng này đang bùng nổ và tiệm quần áo Hada đang hốt bạc nhờ kinh doanh trong lĩnh vực này. Hada là một trong ba chuỗi cửa hàng bán quần áo cũ tại Hungary. Ông Giri Hada, chủ cửa hàng Hada cho biết, trả từ 9 đến 20 đô la một ký quần áo cho mỗi kiện hàng. Chúng tôi bắt đầu từ số 0, 19 năm sau chúng tôi đã trở thành một công ty lớn, mở được 62 cửa hàng và cung cấp việc làm cho 900 người. Hình thức kinh doanh này rất được ưa chuộng bởi nhờ nó mà mọi người tiết kiệm được khá nhiều. Tôi không tính chính xác nhưng tôi tiết kiệm được một khoản kha khá khi mua sắm tại đây. Một người khác cho biết bà thích mua hàng tại đây vì quần áo rất khác biệt so với những nơi khác. Giá cả rất hợp lý nhưng điều quan trọng là có nhiều thứ rất hay ho ở đây mà tôi không tìm được ở những nơi khác.
nhập quần áo từ Vương quốc Anh, hay đã phân loại và bán lại cho người dân ở những vùng hẻo lánh. Quần áo đã qua sử dụng là thứ hàng hóa phổ biến và rất được mọi người ưa chuộng tại các nước Đông Âu. Tại Bulgaria, nơi nền kinh tế bị tổn thương bởi khủng hoảng Ukraine, một nhà bán lẻ quần áo cũ có đến 50 cửa hàng ở bao quốc gia. Mới đây, trong một cuộc họp báo diễn ra tại Úc, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng những hành động của Nga tại miền đông Ukraine có thể dẫn đến một biện pháp trừng phạt mới từ Liên minh châu Âu. Phát biểu trong buổi họp báo tại Úc, Thủ tướng Anh cho biết Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ cân nhắc gia tăng lệnh trừng phạt vì những gì mà Nga đã làm tại miền đông Ukraine. Tôi hy vọng Nga sẽ nhận thức được những gì đang xảy ra và tạo điều kiện cho Ukraine phát triển như là một quốc gia độc lập và tự do được làm những điều mình muốn. Nếu Nga cho thấy thiện chí về vấn đề của Ukraine thì các biện pháp trừng phạt sẽ được gỡ bỏ. Còn nếu làm cho tình hình tồi tệ hơn thì chúng ta có thể thấy những biện pháp đó sẽ được gia tăng. Đơn giản là như vậy. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 13 tháng 11, Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục gửi binh sĩ và vũ khí để viện trợ cho các phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine nhằm chuẩn bị cho một đợt tấn công mới, tiếp nối những đợt tấn công đã lấy đi sinh mạng của hơn 4.000 người. Trước đó, Hoa Kỳ cũng đã liên tục đưa ra những cảnh báo rằng phương Tây sẽ gia tăng lệnh trừng phạt lên Nga nếu Nga để tình hình căng thẳng leo thang. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Sự bất mãn dường như đang bao trùm lên khắp mọi nẻo đường ở Argentina khi hàng ngàn người xuống đường diễu hành, khua chiêng, đánh trống nhằm biểu lộ sự bức xúc đối với chính phủ của Tổng thống Cristina Fernandez vì một nền kinh tế lạm phát, mất an ninh và tham nhũng. Hôm 13 tháng 11, hàng ngàn người dân đã kéo xuống đường biểu tình nhằm phản đối Tổng thống Cristina Fernandez. Cuộc biểu tình này gợi cho người ta nhớ lại một cuộc biểu tình tương tự diễn ra hồi năm 2002, lần vỡ nợ đầu tiên của Argentina. Kể từ sau khi vỡ nợ lần thứ hai, Argentina dường như bị mắc kẹt giữa một nền kinh tế lạm phát, xã hội mất an ninh và quan chức tham nhũng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ được giải quyết nếu người ta tuân thủ pháp luật. Nếu chúng ta là một quốc gia biết tự thích nghi với chính mình và tôn trọng luật pháp, thì chúng ta sẽ phát triển về mọi mặt. Nhưng có những người đã được tin tưởng và lựa chọn là chà đạp lên người khác. Tham nhũng đã phá hủy mọi thứ, đó chính là điều tồi tệ nhất. Cách đây 2 năm, các nhà lãnh đạo cánh tả đã vực dậy đôi chút nền kinh tế, nhưng chi tiêu chính phủ đã khiến lạm phát hàng năm lên hơn 20%, đồng thời phong cách lãnh đạo của bà Fernandez cũng làm e ngại các nhà đầu tư. Và còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục giữ kênh FNC, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Chứng khoán thế giới, các thị trường vẫn diễn biến khó lường. Diễn biến mới của cuộc chiến chống Ebola ở Tây Phi.